Hình như tôi chiều anh em quá nên anh em hư đúng không? Ok anh em nha, hôm nay mình sẽ share bộ ảnh buồn tâm trạng giống nó sẽ top Việt Nam giống 100% nha. Là anh em vào kênh mình cho mình một người đăng ký cho mình sớm được được 3.000 người đăng ký nha. Còn em nào yêu thích sóng nhạc thì anh em qua kênh mình ủng hộ cho mình nha. Đây kênh mình có nhiều loại sóng nha anh em. Anh em nào mình muốn làm mình tìm ảnh về chủ đề gì hoặc làm sóng nhạc gì anh em để dưới phần bình luận nha, mình tìm làm cho anh em nha. Đây mình có một số bản để mua cho anh em xem trước nha. Hình ảnh này có cỡ 50 tấm nha anh em. Đây mình cho bản demo nha. Còn anh em nào muốn sở hữu 50 tấm này anh em tải dưới phần bình luận nha. Mình có để link dưới phần bình luận nha. Nha nha, mình cho anh em xem demo trước vài tấm nha. Chẳng 100% non stop luôn nha. Đây, ảnh tâm trạng buồn đó nha. Ảnh này quá nhiều anh em yêu cầu rồi, chắc anh em cũng rất có đây. Đây. Lên tải mình để dưới link phần mô tả nha. Nha nha. Này full HD luôn nha anh em. Này. Anh em tải về rồi cho ý kiến mình dưới phần bình luận nha. Cỡ 50 tấm nha anh em. Đây. Đây mình làm bản demo thôi. Còn bản chính thì anh em tải dưới phần mô tả nha. Có quá nhiều ảnh luôn anh em ơi. Đây, buồn tâm trạng nha. Còn anh em nào mà muốn mình làm về ảnh chủ đề gì anh em để dưới phần bình luận nha. Mình làm tìm cho anh em nha. Đây nha, một số ảnh buồn nha. Đây nha, đây là một số bản demo thôi nha. Còn lên tải 50 ảnh thì mình để lên dưới phần mô tả nha, đem tải về làm cho mình nha. Rồi, chúc anh em có một bộ ảnh